Tổng tài sủng nhầm cô vợ thế thân. Tập 32. Sao mình lại có thai chứ? Phải làm sao đây? Xong rồi. Giờ thì xong đời rồi. Trương Diệp Đạt. Trương Diệp Đạt, anh là đồ khốn. Không được. Không thể giữ đứa bé này. Cô đang ở đâu? Tôi ở đâu sao? Giờ tôi phải báo cáo hành tung của mình cho anh. Cô có thể không cần báo cáo với tôi, nhưng tôi phải đảm bảo thứ ở trong bụng cô vẫn an toàn. Trương Diệp Đạt, anh tính kế tôi? Sao có thể nói là tính kế chứ? Đây cũng là một phần nội dung hợp tác của chúng ta. Cô có thể vào Cố gia hay không? Đều nhờ vào thứ ở trong bụng cô đó. Hợp tác? Vậy nói chuyện hợp tác gì với tôi chứ? Giờ tôi đang mang thai đứa con của anh, làm sao tôi vào Cố gia được? Anh nghĩ Cố Tây Thành là kẻ ngốc sao? Hắn chính là kẻ ngốc. Cho nên cô cứ yên tâm đi. Chị ở đâu? Chúng ta gặp nhau đi. Tôi ở bên dưới nhà chị. Sao cô sốt ruột như vậy? Bớt nói nhảm. Rốt cuộc mẹ tôi đang ở đâu? Tôi Nhan Hề, hôm nay tôi không có tâm trạng gặp cô. Lát nữa sẽ có người đi xuống. Cô giao đồ cho anh ta. Sau khi chúng tôi xác nhận sẽ đưa cô đi gặp mẹ cô. Tôi phát hiện ra con người anh toàn được nước lấn tới. Tôi được nước lấn tới sao? Nếu như tôi không được nước lấn tới thì người khác sẽ được nước lấn tới với tôi. Đủ rồi. Là anh ta sao? Đúng, chính là người này. Giờ có thể nói cho tôi biết mẹ ở đâu rồi chứ? Đợi đã. Có lúc tôi thấy rất đồng tình với em gái cô. Sao có thể có một người chị gái độc ác như cô chứ? Tôi căn bản đâu có bị được với anh. Được rồi, nói chuyện nghiêm túc. Chúng ta lấy được đồ rồi. Phải giữ mẹ cô ta đến khi nào? Giữ đến khi cô vào Cố gia. Tôi thật sự rất tò mò. Rốt cuộc anh có thù oán gì với Cố gia? Tôi đâu có thù oán gì với Cố gia. Tôi chỉ nhận tiền làm việc cho người khác thôi. Hạ Cẩm Hề, mở cửa. Hạ Cẩm Hề, tôi biết chị ở nhà. Mau mở cửa nói cho rõ ràng. Hạ Cẩm Hề, đừng có giả ngốc với tôi. Mau lên. Hạ Cẩm Hề, rốt cuộc chị có ý gì? Rõ ràng chúng ta đã nói chỉ cần đưa đồ cho chị thì chị sẽ trả lại mẹ cho tôi. Nhưng giờ đột nhiên tôi lại đổi ý. Rốt cuộc chị muốn làm gì? Đừng ép tôi nữa. Ép tôi là tôi báo cảnh sát đó. Chị mở cửa ra. Báo cảnh sát. Vậy cô đi đi. Thật đó, tôi không quan tâm. Tôi chẳng có gì để mất cả. Đến cuối cùng chúng ta xem ai sẽ chết thảm hơn. Hạ Cẩm Hề, nói rõ ràng đi. Mở cửa ra. Đừng làm con rùa đục đầu nữa. Mau lên. Này, cô làm gì vậy? Đừng có làm phiền tới người khác. Mau đi đi. Hạ Cẩm Hề, cô còn thế nữa tôi sẽ dùng biện pháp cưỡng chế đó.
Lộ Lộ. Chú Phương. Tay Thành. Thế nào? Có thích không? Tài Thành, em có một chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì, ăn xong đã rồi nói. Anh làm những việc này là để chúc mừng em ra diện. Ngồi đi. Cạn ly. Sao vậy? Món ăn không hợp khẩu vị à? Tây Thành, em vẫn muốn nói chuyện trước đã. Được. Vậy em nói đi. Nếu như em nói là nếu như có một ngày anh phát hiện ra em lừa anh, làm anh tổn thương, anh sẽ làm thế nào? Anh sẽ giết em. Anh đùa với em thôi. Em đang hỏi anh rất nghiêm túc mà. Anh thấy buồn cười sao? Anh thực sự cảm thấy chuyện này buồn cười như vậy sao? Cẩm Hề, anh thấy em vừa mới ra diện tâm trạng không tốt lắm, nên anh chọc cho em vui thôi. Đừng giận, anh xin lỗi em. Nào, ngồi xuống ăn tiếp đi. Tây Thành, anh có thể nghiêm túc trả lời câu hỏi đó của em không? Anh nói cho em biết, nếu có một ngày em thực sự lừa dối anh, anh sẽ tha thứ cho em. Nhưng anh sẽ rời xa em. Sao vậy? Anh lại nói sai rồi sao? Cẩm Hề, em đừng buồn nữa. Anh rút lại câu nói vừa rồi. Ngày mai anh phải đi công tác rồi. Chúng ta làm quà được không? Anh đi đi. Em đã lừa anh. Em nói gì vậy? Em nói linh tinh gì vậy? Có phải để chịu uất ức gì không? Em không chịu uất ức gì. Tây Thành, những gì em nói đều là thật. Em đã lừa anh. Thật ra em, Hạ Cẩm Hề, anh nói cho em biết, cho dù trước kia em đã trải qua những gì, đã làm những gì, anh đều không quan tâm, đều có thể tha thứ cho em. Anh sẽ không để em rời xa anh. Em chính là em. Em là vợ của cố Tây Thành này. Hãy
Lâu rồi không gặp. Lại là anh. Anh muốn làm gì? Tôi muốn làm gì không quan trọng. Anh chỉ cần biết rằng tôi đập chết anh dễ như đập chết một con kiến. Anh là do Cố Tây Thành sai tới. Cố Tây Thành, anh xem thường tôi quá rồi đó. Anh nghĩ hắn xứng đáng để tôi làm việc với hắn sao? Vậy anh rốt cuộc là ai? Ai sai anh tới? Tôi là ai không quan trọng, nhưng tôi có thể nói cho anh biết, ông chủ của tôi không phải kẻ địch của anh. Tôi biết rồi. Các người tìm tôi là muốn hợp tác với tôi phải không? Hợp tác. Định nghĩa của hợp tác là gì? Là trong trường hợp thực lực của hai bên tương xứng. Anh nghĩ rằng anh xứng sao? Vậy anh liên tục tới gặp tôi là có ý gì? Nếu chỉ là muốn dùng cách này để sỉ nhục tôi thì mời anh xuống xe. Thường Chí Thành, loại người như anh tôi gặp nhiều rồi, không biết tự lượng sức mình, lại không biết sống chết. Loại người như anh kết cục đều rất thảm, có biết không hả? Chiếc USB lần trước chỉ là quà gặp mặt, câu chuyện phía sau mới đặc sắc. Tôi biết rồi. Các người muốn lợi dụng tôi làm con rối cho các người phải không? Sau đó lợi dụng xong rồi thì dứt sang một bên. Lúc cần thiết còn để tôi làm kẻ chết thay cho các người, phải không? Để sinh tồn, anh không có sự lựa chọn. Tôi chẳng sợ mà nói thật với anh. Giờ Cố Tây Thành đã theo dõi tôi rồi, cho nên cho dù các người bảo tôi làm gì đều không phải một sự lựa chọn thông minh. Anh nghĩ nhiều rồi. Chúng tôi đã tính đến chuyện này từ lâu rồi. Người càng nguy hiểm đối với chúng tôi mà nói lại càng an toàn. Lần này anh phải đi bao lâu? Hôm nay nhất định phải đi à? Cẩm Hề, anh chỉ đi công tác Singapore một chuyến, mấy hôm là sẽ về. Ở nhà đợi anh, càng nhanh càng tốt. Yên tâm đi. Đừng xị mặt ra vậy, cười xem nào. Cười một cái xem nào. Như vậy mới ngoan. Đi đường chú ý an toàn. Biết rồi, anh đi đây. Tiểu gia, hành lý đặt lên xe rồi. Thật sự không cần tôi tiễn cậu sao? Không cần. Chú Phương, việc ở công ty giao cho chú. Còn nữa, chuyện đó phải nhanh chóng điều tra rõ ràng. Tôi biết rồi. Hạ Cẩm Hề, chị giấu mẹ đi đâu rồi? Rốt cuộc chị muốn làm gì? Rất đơn giản. Tôi muốn cô rời khỏi Cố gia, rời xa Cố Tây Thành. Không thể nào. Tôi tuyệt đối sẽ không nhận lời. Tôi thấy vấn đề này cô nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Nhưng mà tôi Nhan Hề, tôi không kiên nhẫn đâu. Hạ Cẩm Hề, sao chị phải ép tôi như vậy?
Rõ ràng chị đã nhận tiền rồi. Tại sao phải ép tôi như vậy? Mẹ, tuyệt đối đừng trách con đối xử độc ác với em. Hơn 20 năm rồi, mỗi ngày con ở bên Hạ Chấn Đông đều sống chẳng bằng chết. Lúc đó con nghĩ chi bằng chết đi cho xong. Nhưng về sau con đã nghĩ thông suốt rồi. Tại sao con phải làm như vậy? Lúc đó là hai người dứt bỏ con, không cần con, nên bị trừng phạt cũng là hai người. Tại sao con phải chết chứ? Đúng vào lúc con thấy tất cả đều đã qua, con sắp sửa được sống cuộc sống mà mình mong muốn. Em gái ruột của con lại chiếm mất vị trí của con. Mẹ nói cho con biết, tại sao nó có thể dễ dàng có được mọi thứ con muốn mà con phải sống khổ sở như vậy? Nhưng mà không sao, tất cả sẽ nhanh chóng quay lại điểm khởi đầu. Con nhất định sẽ được sống cuộc sống mà con muốn. Đồ đã gửi đi rồi chứ? Anh yên tâm, gửi đi hết rồi. Hơn nữa tôi còn động chút chân tay. Giờ tôi có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Nam Cung Lưu Ly khi nhận được thứ đó. Gần đây sẽ sắp xếp cho cô đi Singapore. Muốn tôi đi Singapore? Anh muốn tôi tới đó làm gì? Đi rồi cô sẽ biết thôi. Chào mừng đến với Sheraton. Nào, bên này. Ngày mai còn lịch trình gì? Tháng mai không có lịch trình gì. Buổi chiều có hai cuộc họp. Nếu có thể thì cố gắng sắp xếp lịch kính giúp tôi. Vâng, tôi sẽ cố gắng sắp xếp. Đúng rồi, Cố Tổng. Tối nay có cần sắp xếp lịch trình khác cho anh không? Không cần đâu. Đem vài chai rượu tới phòng tôi. Đợi một lát. Tô Nhan Hề, Tây Thành. Sao cô lại ở đây? Tôi ra ngoài cho đỡ buồn. Trước kia tôi đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với cậu và Cẩm Hề. Chính tôi cũng không thể tha thứ cho mình, cho nên tôi quyết định ra ngoài. Mọi việc đã qua rồi. Nếu tự cô cũng nghĩ thông suốt được rồi thì là tốt nhất. Chúng tôi sẽ không để trong lòng. Cảm ơn em rể. Lần này cậu tới Singapore là đi công tác. Chúc cô có chuyến đi chơi vui vẻ. Em rể, thật trùng hợp, tôi cũng ở tầng này.
Chị Trọng. Tài Thành. Tài Thành à. Tạm biệt. Buông tôi ra.